Hậu nghi vấn tình cảm với cựu thành viên HKTTT, Nhật Kim Anh liên tiếp xuất hiện bên Lợi Trần, đường tình lắm phi công. Một khi mà duyên đến là đỡ không kịp. Chị không quan trọng bên ngoài, quan trọng là mình có yêu hay không và mình có cảm xúc hay không. Nhật Kim Anh không còn xuất hiện nhiều với bạn trai tin đồn TT, mà thay vào đó nữ diễn viên liên tục đăng ảnh cùng với một nam diễn viên tên Lợi Trần. Cả hai không ngần ngại chụp những bức ảnh vô cùng tình tứ làm khán giả rất bất ngờ. Nhật Kim Anh và Lợi Trần quen biết nhau khi cùng tham gia chung một chương trình truyền hình. Sau đó cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau từ ngày thường cho đến các sự kiện của công ty nữ diễn viên. Vào đầu năm 2022, nam diễn viên sinh năm 1990 còn đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu nước hoa do diễn viên Nhật Kim Anh sáng lập. Có thể vì sự kết hợp trong công việc đã khiến cả hai gặp gỡ nhau nhiều hơn. Cặp đôi còn chiêu đãi cho mọi người loạt ảnh tình tứ. Trong ảnh, giọng ca Thà Người Đừng Hứa và nam diễn viên 9X cùng xuất hiện cùng nhau. Tuy là một cái tên còn khá xa lạ với khán giả, nhưng Lợi Trần vốn là một gương mặt thân quen của các nhãn hàng khi liên tục được lựa chọn để xuất hiện trên nhiều quảng cáo. Nam diễn viên gốc Đồng Nai gây được ấn tượng sâu sắc bởi gương mặt phong trần, nam tính, đậm chất điện ảnh. Anh chàng đã gây ấn tượng với khán giả qua các vai diễn trong những phim như Phượng Khấu, Bi Long Đại Ca. Anh còn được nhiều người biết đến khi tham gia chương trình The Champion 2021. Bên cạnh đó, Lợi Trần cũng là một trong những nam diễn viên nói không với cảnh nóng vì không muốn ảnh hưởng đến gia đình, vợ con sau này. Anh xác định hướng đi cho bản thân là sẽ hạn chế vai phản diện, vai ác và đóng cảnh nóng. Diễn viên Lật Mặt 2 đặt ra sứ mệnh cho mình trong điện ảnh là cống hiến những gì đẹp nhất, chất lượng và ý nghĩa nhất. Do vậy bản thân anh phải chọn lọc vai diễn, lan tỏa thông điệp mong muốn qua vai diễn, Lợi Trần tâm sự. Tôi hy vọng mình có thể là tấm gương để thế hệ diễn viên trẻ noi theo. Và hơn hết, tôi không muốn hình ảnh nghệ thuật của mình làm ảnh hưởng đến gia đình, vợ con sau này. Trước đó, cựu thành viên HKTTT, người được cho là bạn trai tin đồn của Nhật Kim Anh khẳng định bản thân đã độc thân vui tính và không trong bất cứ mối quan hệ ràng buộc nào, như ngầm khẳng định mối quan hệ của anh và nữ ca sĩ chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, nam ca sĩ bộc bạch. Hôm nay, Ti xin chính thức công bố, Ti độc thân vui tính, tự do tự tại, không có một mối quan hệ tình cảm yêu đương nào ràng buộc, không có một tình cảm trai gái nào mập mờ. Vì thế, Ti mong mọi người hãy bình tĩnh hơn trong việc nghe người khác đồn đoán về bản thân của Ti. Anh còn mong mọi người sẽ có cái nhìn thấu hiểu hơn về bản thân anh khi đã tâm sự ra điều này. Cuối lời, cựu thành viên HKT còn mong rằng sẽ sớm có được người yêu thì sẽ tốt hơn. Nói về sự nghiệp của nam ca sĩ, năm 2019 cũng là năm đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của TT, chàng thủ lĩnh đình đám HKT một thời. Anh đã có màn chào sân độc đáo bằng bản hit Cắt Cụm Cụm được chính tay nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ chấp bút. Bản nhạc chứa đầy những chi tiết sôi động kết hợp với vũ đạo khỏe khoắn tươi mới. Sau đó anh vướng phải nhiều tin đồn về tình ái với đàn chị. Trước những tin đồn hẹn hò với TT, nữ diễn viên cũng nhiều lần lên tiếng đính chính và khẳng định đó chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp với nhau. Còn những khoảnh khắc tình tứ với nam diễn viên Lợi Trần, Nhật Kim Anh thì người hâm mộ rất mong cặp đôi sẽ đến với nhau. Suy cho cùng, sau một lần đổ vỡ chuyện hôn nhân, Nhật Kim Anh rất hạn chế nhắc đến chuyện tình cảm. Nữ diễn viên đã vài lần chia sẻ trên truyền thông về việc sẽ không đề cập chuyện tình cảm vì không muốn cuộc sống cá nhân bị ảnh hưởng. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.